Cô đỏ chú. Cô đó là cô đỏ. Dạ. Hôm nay mực rẻ nha cả nhà, 230.000 một ký, mực ống lớn luôn này nha. Tươi xanh luôn, hàng mới vừa về nha. Ăn thì qua ủng hộ giùm nha cả nhà. Đây. Đây, ống lớn hôm nay 230.000 một ký thôi. Đó. Hàng này mới vừa khui nha. Khách nào mà mua hàng bên em là biết hàng này mới vừa khui rồi. Mực mới vừa về, mới vừa khui rồi nha. Đó. 230.000 một ký. Vẫn như cũ ha, lý do là em không đọc được bình luận nên cả nhà đúng rồi, cứ thả tim thả like giùm em nha. Rồi cho em số điện thoại hoặc đến trực tiếp cửa hàng mua hàng, hoặc gọi vào số hotline của ba cửa hàng bên em ha, giá đồng giá để lấy để được mua hàng nha cả nhà. 230.000 một ký nè, con này ống lớn, con này khoảng là 3 con một ký nha. Đây. 230.000 giá là bán hôm nay nha. Đó. Những con mực lá vừa vừa xay này là khoảng tầm từ 4 đến 5 con một ký nè. Tươi xanh luôn á. 230.000 một ký nha. À, ăn mực thì ủng hộ em nha cả nhà. Không đọc được bình luận của nhà cả nhà, nhưng mà sau khi kết thúc like thì bên em sẽ chốt đơn. Còn nếu như khách nào mà không được chốt đơn á thì liên hệ lại các số hotline giùm em nha cả nhà. Lý do là bị chặn tương tác nên thành ra không đọc được tin nhắn á. Chà My ơi, không, hôm nay chị không có giao. Thôi chạy xuống chị đi. Chạy xuống chị hoặc là lên Thốt Nốt cho, lên Thốt Nốt cũng được á, chỗ nào gần. Em đi Thốt Nốt gần hay là em đi xuống chị gần nè. Thì em lại cửa hàng đó ha, sáng nay mực về sớm nên là đưa về chi nhánh kịp nè. Chỗ nào cũng có hết. Riêng ở Thốt Nốt thì ở ngã 7 thì chị không có về mực lớn. Chị về mực mực nhỏ. À 230.000 một ký. À, ngã 7 là khách chưa có ưa mực lắm nên thành ra chị không có về mực lớn. 230.000 một ký nha. À, cả nhà ơi, đây lá rất là tươi. Lá thì đầu chăng nên thành ra là không có lá lớn một ký như bình thường nữa. Ha. À, 230.000 một ký ống lớn nha. Bình thường ống này là 250.000 một ký, hôm nay mình bán 230.000 một ký ha. Ăn thì ủng hộ nha. Khách nào thích thì ủng hộ. Không đọc được bình luận nên thành ra nếu khách có đặt hàng mua trên like thì đợi em sau khi chốt like á, tắt like thì em mới chốt được đơn nha. Hoặc khách muốn nhanh hàng á, có nhanh để theo ý mình lựa thì gọi vào các số hotline giùm em nha. Giá bán này đồng giá cho ba cửa hàng nha. Hàng 230.000 này thì không có ở ngã 7. Ngã 7 em chỉ về một ống nhỏ thôi, 180. Tại Cần Thơ em hết một ống nhỏ luôn đó. Đây ống lá lớn nha. 230.000 một ký, tươi xanh. Hoàng Nam ơi, tại chị đang like em gọi chị đâu có nghe máy được đâu. Em cứ nhắn tin hoặc là gọi vào hotline nè. Số hotline Hoàng Nam, chị lưu số điện thoại là Facebook Hoàng Nam á em ơi. Hằng liên hệ với anh đi chị, kêu mấy bạn chỉnh chừa nha. Thốt Nốt có nha, mực ống lớn là Thốt Nốt có, giá là 230.000 đúng rồi cả nhà ơi. Không đọc được bình luận, em không đọc được bình luận nào. Bạch Tuộc Ngọt không có hàng nha, có mực ống đây. Mực là còn nhiều loại nên thành ra em like từ từ đợi em tí. Đây 230.000 một ký nha cả nhà. Ống lao ha. Ống lao này là nó nhầm con, nó có trứng luôn nha cả nhà ơi. Rất là ngon. Và đặc biệt là hôm nay em có mực ống trứng luôn. Ống trứng cũng chỉ có 230.000 một ký à. Lấy gỗ xúc giùm em mấy con. Đây đây là ống lá lớn nha. Ống lá lớn. Lớn thôi chứ không có bự nha. Thành ra là đây ống trứng nè cả nhà. Ống trứng cũng 230.000 một ký. Ống trứng nha cả nhà. 230.000 một ký, tươi xanh luôn. Hấp, luộc, xào, chiên gì cũng được nha. Ăn thì nhớ ghé Vừa Ai Sẵn Lộc Cần Thơ ủng hộ giùm em. Ống trứng 230, ống lá lớn hôm nay cũng 230.000 một ký nha cả nhà. À, ăn ủng hộ giùm em đây. Đó, tươi xanh dần luôn.
ship hàng tận nơi theo yêu cầu. Nhưng mà lý do là em like em không đọc được bình luận, thiệt nãy giờ em biết nhiều khách bình luận lắm nhưng em đọc không được nha cả nhà. Facebook của em bị chặn tương tác nên em không đọc được bình luận của khách hàng. Khách hàng ơi, đây những con lá này là khoảng 600-700 gram nè, này là 3 con trên 1 ký nè, tươi xanh mồng một luôn, ăn thì ủng hộ giùm em, mực mới khui sáng nay nha. À, đây ống rất là ngon, lạnh lắm luôn, ăn mực ống này ủng hộ giùm em nha, chia sẻ thả tim thả like giùm em. Đặc biệt là cả nhà vào subscribe và like kênh YouTube Giữa Hai Tháng Lộc Cần Thơ giùm em cả nhà ơi, để em like bên kênh YouTube em không bị chặn nữa cả nhà. Em like bên đây em chặn em bực mình quá à. Có những bình luận em đọc được nhưng mà đa phần là những khách hỏi hàng là em sẽ không đọc được bình luận nha. Khách nào muốn ăn ống cũng có, lá cũng có nha. Em đang like tại Cần Thơ cả nhà ơi, em like đang like tại cửa hàng Cần Thơ nha. Mực ống lớn hôm nay em bán 230.000 một ký, 230.000 một ký nha cả nhà. Đây à, mực mới lên ha, trắng tươi luôn. Sáng chú đó thấy trắng quá, chú nói chú muốn mua con nào đỏ đỏ vậy nè. Những con đỏ đỏ này là những con mà đụng gặp hơi người á, lúc mấy bạn ra mực á đó, chứ thật ra là mực về cùng một thùng. À, sáng nay khui hai thùng mực ra đẹp mơ màng luôn, lạnh hơn à, đẹp mơ màng luôn nè cả nhà ơi. Ống lớn 230.000 một ký, tích lớn cỡ này cũng được ha. Con cỡ này mình dồn thịt mình hấp, mình dồn thịt mình hấp hoặc là mình chiên hoặc là mình nướng cực kỳ ngon. Đây là con lá ha, lá thì xào nấu lẩu gì cũng được nha cả nhà. Đúng rồi, thả tim thả like giùm em, thốt nốt ngã 7 Cần Thơ đồng giá nha. Riêng là ngã 7 thì chỉ có mực 180.000 là mực con thôi, không có mực lớn. Khách hàng ơi, em không đọc được bình luận nên khách hàng đặt hàng cho em số điện thoại, cho em số điện thoại nhân viên em trả lời phụ. Vivi, ông lớn lá lớn hả? Nè bạn Vivi nào mình à, Lê Vi ha, không đọc được bình luận của em nè. Đây một con lá lớn cực kỳ đẹp. Ủa lộn, con lá lớn, ừ đây con ống lớn, con ống lớn, con lá lớn nè Lê Vi ơi. Đây con này chắc cả ký á. Đúng rồi, thả tim thả like giùm chị. Chị không đọc được bình luận luôn á, nhân viên hỏi là chị mới biết nha. Đó bạn sẽ chụp hình lại cho mình, cả nhà yên tâm ha. Lê Vi à, bạn nhắc mình mới biết nè. Đây mực này là xanh, xanh chành luôn á. À, từ xanh chành là từ địa phương á, miền Tây mình nói nè. Ống lá 230.000 một ký ha. Có thể trực tiếp lại tất cả các cửa hàng của em để xem hàng và lựa nha. Hả? À, một ký 40. Em không có được đọc được tin nhắn em đâu, bình luận đâu, đọc cho hàng đi. Lê Vi ơi, mực của em hai con là một ký 40 gram ha. Đây xào nướng gì cũng rất là ngon, lá là hàng ngon, cực kỳ ngon ha. Đồng giá 230.000 đổi vô cân chung phải rồi. Ăn thì ủng hộ giùm nha cả nhà. Ở dưới nó con to to luôn mà. Em lựa, em lụm chưa có kịp nè. Đây ai thích ăn con bự đây. Đây mực mới ha cả nhà, nhìn ha, màu mực rất là đẹp luôn. 230.000 nha. Ăn thì nhắn em nhanh nhanh nha cả nhà, 230.000. Cả nhà ơi, lý do em không đọc được bình luận nên cả nhà khi đặt hàng cho em số điện thoại nè, hoặc gọi vào các số hotline của các chi nhánh giùm em nha cả nhà, hoặc là cửa hàng chính tại Cần Thơ, em đang live tại Cần Thơ nha. Khách nào ở Cần Thơ ủng hộ giùm em. Đây móng tay cộ hôm nay là 40.000 một ký. Từ từ em like qua móng tay, em like mực xong em like móng tay nha. À, rất là ngon, ngon lắm cả nhà ơi. Mực này về là xào nấu là số dách luôn. Đây do là mực đầu chăn với lại là ở ngoài biển đang bão nên thành ra là mực không có con ký như bình thường. Có là em like liền ha. À, Lê Vi chốt cho em con ống lớn lá lớn là 1 ký lẻ 40 gram nha. Chị không đọc được bình luận ha, nhưng mà nhân viên chị thấy đó. Cả nhà ơi, em bị chặn tương tác ha. Quay em like hiện tại là em không đọc được bình luận của ai, mặc dù em thấy rất là nhiều khách xem nè. Thả tim thả like cho em nữa đi cả nhà. Nhớ vào dơ kênh YouTube của em ha, Vừa Hai Sản Lộc Cần Thơ. Like và subscribe giùm em cái cả nhà ơi, để cho em có thể like được trên kênh YouTube nha. Hiện tại Facebook là em không like được nữa rồi. À, kênh YouTube Vừa Hai Sẵn Lộc Cần Thơ, vào like và subscribe giùm em nha. Tất cả các bài like của em đều có đăng tải trên YouTube. Cả nhà vào xem nha cả nhà. Like và subscribe giùm em để em được đạt mốc là 1.000 người thì em mới like trên kênh YouTube được. Hiện tại là em chưa đủ 1.000 người thích đó, là em không có like được nha. 230.000 một ký mực ống, 230.000 nha, mực cực kỳ đẹp luôn. À thiệt luôn, buồn á, không thể tương tác được với cả nhà, không thể nói chuyện, không thể tâm sự một mình, em nói chuyện rất là mệt luôn.
Đây 230.000 cực kỳ ngon nha. Cực kỳ ngon. Ai ăn mực bên em rồi biết được cái chất lượng thì cứ ghé Vừa Ai Tận Lộc Cần Thơ, ba chi nhánh đều có hàng nha cả nhà. Ba chi nhánh đều có hàng. Rồi, ống trứng hôm nay em có hàng nha. Ống trứng cả nhà ơi, 230.000 một cái ống trứng luôn. Đây, ống trứng là đẹp mơ màng luôn, 230.000 luôn. Ống trứng 230.000 nha. Hàng này cũng vừa mới lên luôn. Ống trứng nha cả nhà. Đây. Ống trứng là 230.000 một ký. Ống trứng là 230.000 một ký nha. Khách nào thích ăn ống trứng thì đến nè. Ngoài ống ra bên còn em còn có cả ống trứng luôn. Đây. Ống trứng nha cả nhà. Hàng này là hàng tươi. Tươi xanh luôn, ống trứng. Ăn thì ghé Cần Thơ ủng hộ giùm em nha. Cần Thơ Thốt Nốt. Không biết Thốt Nốt có ống trứng không nữa. 230.000 một ký ống trứng nha. Cái này là ống trứng nha cả nhà. Đây là ống trứng. Ống trứng nha cả nhà ơi. 230.000 một ký. Rồi, thả tim thả like cho em nữa đi. Nhớ vào YouTube nha, YouTube Vừa Ai Sẵn Lộc Cần Thơ, subscribe giùm em nha cả nhà. Like và subscribe giùm em để em đạt một cán mốc 1 triệu người like á. Người theo dõi á thì em mới livestream ở kênh YouTube được ha. Ha. Em mới live trên kênh YouTube được, em đang chuẩn bị chuyển qua kênh YouTube để em like nha cả nhà. Chứ Facebook giờ không biết chừng nào nó mới mở lại cho em tương tác nè. Rồi, bây giờ là mực ống nhỏ nè. Hàng này cũng rất là tươi luôn. 200.000 một ký cả nhà ơi. Đây 200.000. Hai trăm ngàn đây. Ống lá mini. Đây, hàng này là size 10 đến 20 con một ký nha cả nhà. 200.000 một ký nè. Thốt Nốt có ống trứng. Thốt Nốt có ống trứng nha cả nhà. Đây. Đây 200.000 một ký nha. 200.000 một ký nha cả nhà ơi. Ống lá nhỏ nè. Đây là dùng xào rất là ngon, hoặc là hấp nè, hoặc đặc biệt là mình bỏ lẩu nha cả nhà. 200.000 một ký, em có 2 size nha. Ây da. 200.000 một ký nha cả nhà. Đây là 200.000 một ký, đúng rồi, thả tim thả like giùm em nha. Nhớ vào kênh YouTube, vào kênh YouTube Vừa Ai Sẵn Lộc Cần Thơ, like và subscribe giùm em nha cả nhà. Buồn quá, chào Hằng Nguyễn nha. Thấy em nhưng mà không thấy bình luận gì hết trơn à. Không thấy được bình luận hết, rất là buồn, không biết được nói gì luôn. Thiệt á, hôm qua em like xong rồi nha cả nhà, là em muốn nhập viện luôn, không nói chuyện được. Em đọc thoại 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Một mình em thôi, em có thấy ai nhắn tin gì đâu. Rồi xong tắt like ra mấy trăm tin nhắn luôn, buồn. Thiệt tình luôn cái anh Facebook này. Ảnh mở, đúng rồi, nóng giận. Nếu như cả nhà thấy bài like của em, đến ủng hộ giùm em. Có trứng Hồng ơi, thấy được Hồng nè. Có em yêu, 230.000 Hồng ơi. 230.000 một ký nè. Buồn quá à, thấy được 1-2 người, 1-2 tin nhắn còn nhiêu là nó ẩn của chị hết trơn rồi. Mực ống này là 200.000 nha. Em like 10 phút nữa em sẽ qua mặt hàng khác, tại còn rất là nhiều mặt hàng nha cả nhà. Đây 200.000 một ký. Tươi xanh luôn. Nhúng lẩu nha, khè nha. Dồn thịt chiên nướng nha. Đó. Ăn liền nha cả nhà. Bên em có ship hàng tận nơi theo yêu cầu, giá trên like chưa bao gồm phí ship nha. Cả nhà ngại ra đường do mùa dịch thì cứ ở nhà alo em nha. Cửa hàng tại Cần Thơ là hẻm 42 Trần Việt Châu nha, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại số hotline là 0936565165, 0822112446, 0812550203. Đó là các số hotline tại Cần Thơ nha cả nhà. Các số hotline tại Cần Thơ. Còn riêng cái số hotline của Thốt Nốt nha cả nhà. Đây 200.000 một ký nha. Thốt Nốt tại 412 Lê Thị Huy Tạo, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Số hotline là 0824212446. Một số hotline tại Thốt Nốt nữa là 0939899978 nha cả nhà. Riêng ngã 7 thì em chỉ có một số hotline duy nhất, đó là 0939395278. Địa chỉ là 991 Phùng Dương, phường ngã 7 thị xã
ngã 7 Thậu Giang nha cả nhà. 200.000 một ký đây cả nhà ơi. Em thấy có bạn là hỏi cá muống sao xanh ngọt nha. Từ từ em like qua hàng ngọt. Em like này xong em like hàng ngọt. 200.000 một ký mực ống nè. 230.000 một ký ống lá lớn. Và ống trứng, ống của Hằng để của Hồng để chị lựa cho. Của Hồng để chị bắt cho. Ghiền hả? Ghiền cân. Của Hồng, Hồng có đặt đó, thấy không ấy Hằng? Hồng ơi, thấy rồi, ok em nha, chút xíu chị bắt cho. À, nhớ vào kênh YouTube Giữa Hai Sản Lộc Cần Thơ nha, kênh YouTube nha cả nhà. Nhớ mình gửi vô kênh YouTube Giữa Hai Sản Lộc Cần Thơ vào like và subscribe giùm em. À, subscribe hoặc là thích hoặc là theo dõi giùm em á cả nhà, để em được 1.000.000 lượt xem. 1.000.000 lượt xem là em có thể like trên kênh YouTube, mình đổi qua kênh YouTube thì mình có thể nói chuyện với nhau được rồi, đúng không? Trong khi Facebook em có hơn 20 người theo dõi, nhưng mà chỉ cần 1.000 người theo dõi trên kênh YouTube là em có thể like livestream trên đó rồi cả nhà ơi. Ủng hộ giùm em nè. À, đây ốc móng tay nha. Móng tay do tình hình là trời gió thổi mạnh đó cả nhà. Nếu như người nào đi biển mới biết trời đang thổi gió sóng mạnh đó. Thêm thành ra con này nó lên giá đây 40.000 một ký. 40.000 một ký nha, mà 3 ký em vẫn áp dụng giá 100. À, chương trình khuyến mãi dành cho khai trương chi nhánh mới thì là 3 ký 90, nhưng mà em vẫn áp dụng 3 ký 100. Khách nào ăn thì ủng hộ giùm em, riêng một ký là 40.000. Ốc móng lớn ha, cồ lỡ nha cả nhà. Đây, 3 ký 100, cả nhà chưa ngán móng tay thì cứ ghé Vựa Hai Sản Lộc, và 3 cửa hàng của Hai Sản Lộc bán đồng giá 3 ký 100, một ký 40.000 nha. Thả tim cho em nữa đi, thả tim, thả like. Ví dụ như mình nói chuyện nhau không được, thả tim thả like cho em có tinh thần em nói chuyện ơi. Nói xong mệt lắm á nha cả nhà. Trời ơi, em đọc thoại một mình một tiếng đồng hồ là cũng mệt lắm luôn á. Thả tim mạnh mạnh vào, thả tim thả like giùm em đi cả nhà ơi. Vào subscribe ha, like subscribe kênh YouTube nha cả nhà. Em nói rất là nhiều luôn, để em có thể chuyển qua kênh YouTube. Em like cả nhà ơi, chứ ở đây like không đọc được tin nhắn buồn quá à. 40.000 một ký, 3 ký 100 ha. Giờ em qua nha, em tới mặt hàng khác nha. Đây, mũ ni ngọt. Đây, đây là con mũ ni nhất ngọt nha. Mũ ni cồ luôn á. À, hiện tại có khoảng 5 ký nè. Ai thích ăn hàng ngọt thì đến ủng hộ em. 180.000 một ký mũ ni ngọt. 180.000. À, em không đọc được bình luận nên thành ra khi cả nhà đặt nhắn tin đó, nhắn tin đặt hàng cho em số điện thoại nha cả nhà. Hoặc gọi vào các đầu số hotline, em có gắn trên các bài like của em các đầu số hotline ha. Thì bên em sẽ có như nhân viên tư vấn trực tiếp cho cả nhà nha. Hoặc là cho số điện thoại, sau khi em tắt like em sẽ kiểm tra lại các tin nhắn để em trả lời cả nhà mình nha. À, chứ bây giờ mà nếu mà cả nhà mà nhắn hỏi em có gì là em không có đọc được tin nhắn ai hết. Em không gọi tên ai tức là em không đọc được tin nhắn ha. 180.000 một ký mũ ni ngọt nè. Khách nào ăn mũ ni ngọt cũng hộ giùm em. Và hiện tại đang có hai con hùm ngọt nha. Hai con hùm ngọt này bán giá 350.000 luôn. Ôi dạ, 350.000 một ký hùm ngọt nha. Có hai con nha. Ai ăn hùm ngọt nha, mũ ni ngọt thì 180.000. Mũ ni ngọt là 180.000 tươi xanh luôn nha cả nhà. À, mũ ni ngọt 180.000. Đặc biệt hôm nay hùm baby em vẫn còn bán giá 99.000 một ca. Hai con hùm ngọt 350, mũ ni ngọt 180.000. Hùm baby hôm nay em bán là 99k một con. Hùm baby nha. À, khách nào ăn hùm baby đi. Fan cứng nào mà còn biểu trợ bên em á thì cứ đến nha, vẫn được đổi trả bình thường, tại vì em đâu có để giới hạn hạn đâu. Đây, 180.000 một ký, 180.000 một ký mũ ni ngọt nha. Ăn thì ủng hộ giùm em nha cả nhà. Nướng bơ xào tỏi ha. À, súp cà nè, gan me nè, cực kỳ ngon. Thịt rất là chắc nha. Hôm qua em có like review rồi đó cả nhà. Hôm qua em có review tôm mũ ni á. Mũ ni chỉ đứng sau tôm hùm thôi, tại vì cái mùi vị của nó, chứ thật ra thịt của nó không có thấp gì hết. Thịt của nó rất là ngon, chỉ là nó chỉ sao con tôm hùm do cái mùi vị nó hơi lạ lạ, nhưng thật ra ăn riết rồi cũng thấy nó rất là ngon ha. À, cả nhà thả tim rất là vui. À,
ăn hải sản đừng ngần ngại đến Hải Sản Lộc Cần Thơ nha. Có 3 cửa hàng Cần Thơ, Thốt Nốt, Ngã Bảy nha. Ghé ủng hộ em cả nhà. Đặc biệt khách nào bận con nhỏ hoặc ngại ra đường mùa dịch thì cứ ở nhà alo em một tiếng nha. Hàng tới tay nha. $180.000 một ký tôm hủ niên hộp nha cả nhà. Khách nào ăn đặt thì dùm em nha. Hiện tại có 5 ký nha. Do em không đọc được bình luận nên em không biết khách nào đặt khách nào không nha. Tí xíu em sẽ chốt đơn sau. Nhớ đặt hàng thì cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. Bên em có đóng hàng đi tỉnh theo yêu cầu, đơn hàng từ 5 ký nha, bao gồm nhiều mặt hàng, bao gồm nhiều mặt hàng nha cả nhà. Ốc móng tay vẫn 3 ký 100 nha. Có 2 con tôm hùm ngợp giá là 350.000 một ký. Rồi em qua nha. Cua đỏ mới về, hiện tại em đang live tại Cần Thơ nha cả nhà. Em đang live tại Cần Thơ nha cả nhà. Cua đỏ 180.000 một ký đây. Hàng mới vừa về tới luôn nha. Hàng ngợp trong thùng luôn nè, 180.000 một ký. Đó, con này to quá, con này hơn nửa ký nè. Rồi. Ăn cua đỏ thì ủng hộ giùm em, hàng ngợp 180.000 một ký, hàng sống là 250.000. Chia sẻ giùm em nha cả nhà. Khách hàng nào là fan cứng khi ngày sinh nhật đến mua tại cửa hàng Cần Thơ thì vui lòng cho em biết tên của mình. Bên em sẽ có một phần quà nho nhỏ dành tặng cho các khách hàng vào ngày sinh nhật ha. Nhưng phải là fan cứng mới được nha. Khách hàng phải là fan cứng hoặc là khách hàng đó là khách hàng thương thức có cập nhật tại phần mềm bên em nha. Bởi vì khi mình mua hàng tại cửa hàng của em, cả nhà nhớ cập nhật cho em số điện thoại nè, ngày sinh nè, để bên em cập nhật là khách hàng thân thiết đó. Thì khi mình mua hàng, phần mềm nó tự động nhắc ngày sinh nhật luôn cả nhà ơi. Nhớ nha, khi mà làm khách hàng thân thiết tại bên em thì phần mềm tự động nhắc ngày sinh nhật thì mình sẽ được tặng một phần quà vào ngày sinh nhật. Nó không lớn lắm đâu, nhưng mà nói chung là để khích lệ tinh thần khách hàng đã ủng hộ bên em nha. Em nhắc cả nhà nhớ ủng hộ giùm em nha. Cua đỏ 180.000 một ký. Cua đỏ 180.000 một ký hàng hộp nha. Hàng sống là 250.000. Rồi ngoài việc đó thì khi mình tạo là khách hàng thân thiết trên phần mềm tại bên em thì cứ 100.000 là bên mình sẽ được tích lũy 1 điểm, và 1 điểm nó tương đương với 1.000. Ai? Nhóc đó nè. Ai? Hân Nguyễn ơi, chốt cái mũ này cho em nha Hân Nguyễn. Mực ống lớn hôm nay là 230.000, mực ống lỡ là 200.000, ống trứng là 230.000 nha cả nhà ơi. Hân Nguyễn ơi, chị chốt cho em 1 ký mũ ni ngọt nha. Khách nào ăn mũ ni ngọt thì hú giùm em. Đặc biệt hôm nay bên em có cả mực ống trứng nữa nha cả nhà. Có ống trứng luôn nha cả nhà ơi. Ống trứng cực kỳ ngon nè. 230.000 một ký ống trứng nha. Đây là ống trứng 230.000 một ký, ăn thì ủng hộ giùm em. Khách nào thích ống trứng không nhiều đâu cả nhà. Một thùng như vậy chứ thật ra nó có 10 mấy ký thôi. Ăn thì ủng hộ giùm em. Ống trứng. Móng tay 3 ký vẫn là 100 nha. 3 ký vẫn là 100. Ba ký 100 nha. Ốc móng tay 3 ký 100. Bây giờ em vào hàng ngọt nha. Hồi nãy có em nghe nhân viên em bình luận là có khách hàng hỏi cá mú ngọt. Em có một con cá mú sao xanh ngọt nha. Có một con cá mú sao xanh ngợp giá là 180.000. Sáng nay nhập cá bò giáp thì có 3 con ngợp cũng giá là 180.000. Khách nào ăn thì ủng hộ giùm em khách ơi. Cá bò giáp mới ngợp này ngon như hàng sống vậy đó. Cá này hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Đây 180.000 một ký nha. 180.000 một ký. 100. Vô chị. Con cá mú sao xanh cực kỳ tươi, cực kỳ ngon, giá là 180.000. Hàng ngợp nha. Hàng sống cá này là 330.000 một ký. Hàng ngợp em bán 180.000. Khách nào thấy em like thì ủng hộ giùm em. Cá chép giòn hiện tại ở đây em có 2 con cá chép giòn ngợp nha. Cá chép giòn ngợp 60.000 một ký. Sáu
60 ngàn một ký chết gòn ngộp cả nhà. Em nói thiệt luôn, con cá chích. Cái gì? Ôm ngộp hai con à. Ôm ngộp có hai con, bỏ ra ai nha Tú. Ôi nhà ý, nhịm. Đây. Ủa là tới ba con lận hằng ơi. Ba con rồi. Con ai? Sao con được? 60 ngàn một con cá chép. Ủa là một ký cá chép giòn ngọt. Ba con em không biết cân thử nhiêu, báo người ta cái. Em có đọc được tin nhắn đâu. Chép giòn 60 ngàn một ký nha. Có hai con. Khách nào ăn đều hốt nhanh giùm em nha. Tươi xanh luôn. Tươi 800 gram hồng ngọt. Báo hàng đó em không có đọc được tin. À, có một con cá mú chân châu, cá mú sao xanh ngọt giá là 180 nè. Hai con chép giòn ngọt nha cả nhà. Chép giòn ngọt thì giá chỉ có 60 ngàn thôi. Ăn thì hốt nhanh giùm em nha, 60 ngàn một ký. Cá chép giòn ngọt 60 ngàn một ký, có hai con nè. Khách nào ăn thì nhanh tay nha. Để ngồi chốt hết trơn rồi, khách mới đặt là uổng lắm. Tại vì em không đọc được tin nhắn nha. Đào thì tạ. Phải không ăn? Ờ tạ. Thì đọc đúng tên Facebook thôi, Đào thì tạ. À, em không đọc được tin nhắn bình luận nên cả nhà cho em số điện thoại khi chốt đơn nha. Không thôi một hồi ai mà cho số trước là em sẽ chốt đơn rồi đó. Có số điện thoại em mới chốt đơn nha. Đây, cá mú sao xanh là hai con chép giòn. Ủa lộn, cá mú sao xanh là một con, chép giòn là hai con nè cả nhà. Kéo cái cân ra đây cho em chị Hồng. Chị trong thời gian chờ đợi cây cân vượt hào nha, em vẫn bán 45 ngàn một bịch, một ký thì 90 ngàn. Đó, bẻ đầu nó ra. Chép giòn nha cả nhà, 60 ngàn một ký. Chép giòn 60 ngàn một ký. Hàng ngọt nha, hàng sống là 100 ngàn. À, một ký 46. Cá chép giòn một con nha, một ký 46 nè. Có hai con thôi, tươi xanh luôn. Một ký 46 một con. À. Một ký 90. Rồi. À, một con chép giòn một ký 46 nè, con này là một ký 38. Em có hai con thôi nha. Vì em không đọc được bình luận cả nhà, thả tim cho em đi cả nhà, thả tim nữa đi. Thả tim nó like cho em cả nhà. Nhớ vào YouTube vừa ai tăng Lộc Cần Thơ like và subscribe giùm em cả nhà ơi. Em tức quá à, em không đọc được bình luận em tức lắm nha. À. Đặt hàng cứ cho em số điện thoại cả nhà ơi, bên em sẽ có người kiểm tra. Nếu sau một tiếng đồng hồ không thấy bên em phản hồi là cả nhân viên em cũng không đọc được bình luận đó, thì cả nhà liên hệ số hotline giùm em. Trần Ngọc Thảo, con cá mú sao xanh nha. Trần Ngọc Thảo một ký gửi đủ đúng luôn nè. Trần Ngọc Thảo một ký gửi đúng. Hoàng Nam ơi, chị thấy bình luận của em ơi, em buồn cái gì vậy? Buồn cái gì? Hoàng Nam, chị đây nè, đừng buồn em ơi, có chị đây. Em muốn gì nè? Ngọc Thảo Trần nè, Ngọc Thảo Trần bỏ vô giùm con ơi, Ngọc Thảo Trần. Nam ơi, chị thấy bình luận của em ơi, nghe nè, nhắn nữa đi. Có mà, sáng mới lên mà chắc hết rồi đó, còn lỡ lỡ. Đặt hàng đóng thùng lên đi nè, ăn cá ngọt không? Có cá bò giáp mới ngọt nè Hoàng Nam ơi. Có cá bò giáp mới ngọt nè. 180 ngàn. 180 ngàn tươi luôn, tươi hơn chị luôn. Ai ăn cá bò giáp 180 ngàn. Hàng này sống là 400 mấy chục ngàn một ký nha. Đây là hàng cá cao cấp nha cả nhà. Hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao. Nếu ai là dân chuyên ăn cá, ăn con cá này đi em bao ngon luôn. Hai. Rồi khởi mi hai con giáp giòn ngọt luôn nè. Ngọc Trần Thảo, Ngọc Thảo Trần, một ký gửi chẳng chị. Rồi ai hai chép giòn nè là 2,8 kg. Ai vậy? Khởi mi 2,8 kg cái chép giòn nè, bỏ vô giùm em chị. Chết. Bỏ vô khởi mi 60 chốt. Ai cá bò giáp tươi lắm cả nhà ơi, thiệt tình luôn. Cá này nướng lâu quá cho phải nướng mau là em lột da em nướng cho cả nhà coi, thịt nó như thịt gà vậy. Con này em mới nhập hàng hồi sáng nay nó ngọt. Ha, à, xem hùm chín chín hả, đang bán cá, đợi chút đi. Kêu khách đợi chút đi, đang bán cá cái, bán xong cá này vô là
đây nè. Trời ơi, có một con cá nhám ngọt nha. Cá nhám ngọt bán 60.000 nè. Khách nào là fan của cá nhám, còn gọi là cá mập con hoặc là cá chèo bẻo nha. Lấy cái chai nước gì mẹ mày. Hôm 99k đợi em chút. Hôm 99k đợi em chút nha. Em like xong cá rồi mới vô hùm. 2,38 kg con cá nhám ngọt. Cá nhám còn gọi là cá mập con hoặc là cá chèo bẻo nha cả nhà. Đợi em xíu cả nhà. Xem like em giới thiệu bằng cá. Con cá nhám này có ai chốt chốt giùm em nha. 2,38 kg. Giá là 60.000 một ký nha. Cá nhám này về nè nướng cũng được, không bỏ cái gì cả nhà ơi. Ăn đến cái đuôi luôn. Rồi 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 bán luôn. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, muốn đi 180. À đây là cá. Để lại xong hả? Cái đẩy giùm ơi, tay vô em à. Kéo cái quần lên. Kéo thay tự lựa luôn đi. Để tao lựa đâu. Hai tay. Nè hai tay. Để lối rồi. À, mật chứng. Chị ơi, đào thì ta gì đó, chị hỏi coi là có chó không, có chó chân tụi khác mà. Đào thị tạ ơi, con tôm hùm, ba con tôm hùm 800g. Ba con hùm ngọt 800g, giá là 350, có chốt không, chốt thì em chốt cho người khác nha. Không cho số điện thoại là em chốt cho khách khác nha chị ơi. Đào thị tạ. Đào thị tạ ơi, không chốt thì em chốt cho người khác nha. Khách nào chốt đơn thì phải có số điện thoại. Lý do là em không đọc được bình luận nên em không đọc tin chốt được. Thì khách phải cho em số điện thoại để nhân viên em chốt phụ em cả nhà ơi. Con cá nhám này giá là 60.000 một ký. Giá nó trọng lượng là 2,38 kg nha. 2,38 kg cá nhám, ăn là ăn tới cái đuôi luôn. Cá nhám còn gọi là cá mập con hoặc là cá chèo bẻo là nói nha cả nhà. 60.000 một ký em qua nha. Em qua nha, không ai chốt thì em qua đó nha. Tại vì em không đọc được bình luận nha. Đây cá chạch lấu cả nhà ơi, xào lăng hùm ngọt giá 350, hiện tại có 3 con 800g. Nãy chị chốt cho Đào Thị Tạ Vi Lê ơi, bây giờ nếu như trong nửa tiếng nữa mà không thấy chị đó trả lời thì chị sẽ chốt cho em nha Vi Lê. À hùm 99k đợi một chút Vi Lê. Ủa lộn, Vi Phương lộn ha. Tại nãy chị kêu chị chốt cho chị Đào Thị Tạ rồi, nhưng mà nãy giờ vẫn không gửi số điện thoại qua. Không gửi số điện thoại qua là chị chốt cho người khác liền đó. Tại vì tin nhắn tin đọc được tin không. Cả nhà tranh thủ cho giùm em đi. Con cứ cá nhám Tú Nguyễn nè, chị không đọc được bình luận, nhân viên chị nhắn chị mới đọc được thôi. Cái hồi nãy là tôm lớn em, tôm này tôm nhỏ, hiểu không? Tôm này nhỏ mới về thùng tôm baby á. Vậy hả? Tôm này tôm nhỏ, tôm này tôm baby nên có ba giá 350, tôm lớn tới 550 lần em ơi. Tôm baby á. Hả? Rồi chốt đi. Tên gì? Thì mình đọc đúng tên từ từ đi. Huy Văn Tô. Huy Văn Tô đọc y chang vậy đây. Cái chị Di Phương nè. Di Phương nè. Tôm này chị mới vừa về á Di Phương. Mới vừa về hùm hùm baby chứ sáng nay không có hùm baby. Nên thành ra cái này chị sale rẻ. Ừ. Hai con nửa ký là hùm lớn rồi đó. Con 250g rồi, đâu phải hùm baby. Cá chạch lấu nha, 180.000 cả nhà ơi. Xào lăng xào sa tế ha, ăn cực kỳ ngon. Hiểu không Di Phương? Hùm của em là hùm lớn. Còn cái rô ba con hùm này là ba con hùm nhỏ về sau. Nhưng mà tại vì ba con nó cái trọng lượng nó lớn, nó bị ngọt rồi. Có thể là do hùm này người ta bỏ gớt sai qua thôi. Đó, nó về bị ngọt nên thành ra là người ta đưa ra cái giá đó, chị bán giá đó. Vi Phương nghe kịp không? Đó, tại vì hùm ngọt này là mình chỉ bán dùm cho cái lái thôi. Đó, chứ không phải hùm của chị.
về tới đây ngộp là mình bán giùm lái, lái ra cái giá nào thì chị sẽ bán theo cái giá lái đưa ra như vậy nha. Hôm sau á nhắn tin hỏi đi, nhắn tin hỏi đi, có hàng mà 350 thì chị chừa cho Vi Phương, khách quen mà. Cá chạch lấu nha, có 5 con. Cá chạch lấu có 5 con, giá là 180.000. Khách nào mà ăn cá chạch lấu xào lăn, xào sa tế ha, nấu lẩu chua nè, kho mặn nè, thì liên hệ với em nha, có 5 con cá chạch lấu cực kỳ ngon luôn. Rồi nãy có khách Quy Nguyễn hay Tô Nguyễn gì đó đặt con cá nhám nè, cuối cùng có lấy không nè? Để hồi qua là không có nè. Con cá nhám 60g 1 ký, con này 2,38 kg nha. 2,38 kg nha cả nhà ơi. Ai kịp chưa? Có nói tên nhưng mà em không đọc được bình luận đó. Con cá nhám cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi, cực kỳ ngon, cực kỳ tươi. Cực kỳ ngon, cực kỳ tươi luôn. Ha, ăn thì hốt giùm mình nha, ăn thì hốt giùm mình. Ăn thì hốt giùm mình, con cá nhám cực kỳ ngon. Rồi mình qua nha. Ai phụ em cái này giùm mấy? Mời mời cái thùng này lên. Ai? Tư. Tú Nguyễn chốt không? Xem hồng 99k phải không? Đợi chị chút xíu gì vô đèn. 2,38 kg con tơ, con cá nhám 2,38 kg. Giá 60. Vô này giùm em đi chị. Tư Nguyễn. Rồi. Rồi rồi. Ây da, một con cá ép giá là 50k nha. Nó mới nhắn chị cái bọt đó. Một con cá tầm ngọp giục qua đây giùm em đi. Một con cá tầm ngọp giá là 220 nè. Em còn một con chép giòn ngọp nữa cả nhà ơi. Ai ăn cá chép giòn ngọp ủng hộ giùm em. Con cá còn một con chép giòn ngọp. Giá là 60.000 còn một con nha. Một con tầm ngọp. Một con cá chim ngọp. Rồi, ở đây là con cá mú. Cá mú voi nha cả nhà. Con gì? Có con nhỏ nhỏ. Ăn về nha, con này nướng cực kỳ ngon. Ừ. Giá 35.000 vậy. Dụ à. Hả? Có ai chốt vậy? Mày... Có 5 con lấy hết không? 180 à. Chạch lấu 180 em. Tao mất tiêu một con cá chạch lấu rồi. Để coi. Có 5 con chạch lấu ngọt nè. Khởi mi là hồi nãy lấy 2 chép giòn phải không? Bò giáp ngọt nha, rất là tươi nha. Khách nào không ăn là rất ổn. Ê, bỏ 2 con chạch lấu này vô giùm em ơi. Khởi mi đó hả? Khởi mi nãy có bọc cá rồi, lại thêm nữa nè. Chạch lấu ngọt, khởi mi nha. Khởi mi. Cân giùm em nhiêu, người ta lấy 1 ký mà 2 con này chắc trên 1 ký. 2 con nó chắc trên 1 ký. Có 5 con chạch lấu ngọt nha, còn 3 con. Nướng. Em muốn nướng thì em lột cái da ra rồi hả nướng nha, nó mới ngon. Cái dao gạch nó cứng ngắt rồi. Về lên Google gõ đi, chị thấy chồng chị làm chứ chị chưa có làm nữa. Chạch lấu ngọt em còn 3 con nha. Với lại có một khách mới vừa lấy con bò giáp cả nhà ơi, em hứa cả nhà bữa nay bò giáp không ngon, không có gì ngon bằng nha. Hàng tươi xanh mới về luôn. À, hàng sống giá 400 mấy, hàng ngọt em bán cho cả nhà ăn có 180.000 à. Cả nhà ăn đi, ăn một lần ngon rồi tìm cái này. Cả nhà em nói thiệt luôn á, bò giáp rất là ngon, thịt dao dài do em gì ai thịt dai như thịt gà ha, rất là ngọt, đặc biệt là cái hàm lượng dinh dưỡng trong cá bò giáp cực kỳ cao nha. Em còn 3 con chạch lấu ngọt nè, khách nào ăn hốt giùm em ơi. Chạch lấu ngọt 3 con nha, giá là 180.000. Một con chép giòn ngọt, còn một con chép giòn ngọt duy nhất nè, môi mới đòi ra nè. Con cá tầm tươi xanh luôn, 220.000 một ký ha. Đây là hàng ngọt nè, nó tươi hơn em luôn á, tươi không cần tưới luôn ha. 220.000 con này bao nhiêu cân thử cái coi. 1,5 kg đúng không nha. Nó còn máu luôn nè cả nhà ơi. 220.000 cá tầm ngọt,
hàng sống là 240 ngàn, hàng ngọt 210 ngàn, ăn thì ủng hộ giùm em. Một con cá chim ngọt, cá chim này nhỏ xíu à, 600 gram. Một con cá chim ngọt nha, cá chim ngọt về nước nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, em không đọc được bình luận nha, em thấy khách thêm nhiều là em biết khách bình luận nhiều lắm, em không đọc được bình luận nên cả nhà cứ nhắn tin cho số điện thoại bên nhân viên em chốt. Nếu khách nào không được chốt, tức là cả nhân viên em cũng không đọc được bình luận của khách đó. Ai? Trần Ngọc Thảo, một con cá ép giá 50 ngàn nha. Cá ép 50 ngàn. Con cá ép này 1 kg 46, 50 ngàn 1 kg. Đây, rồi cá bò giáp em còn một con, một con bé xèo xèo xèo, hai con ha, ăn thử một lần đi cả nhà. Ba con và bốn con cá này ha, 180 ngàn, 180 ngàn. Còn một con chép giòn ngọt giá là 60 ngàn, một con cá tầm và ba con chạch lấu ha. Ăn thì chốt đơn giùm em nha cả nhà, em qua nha. Có hai con cá mú ngày này hôm qua em like rồi nè, cá mú voi rất là to đây. À, mới ngọt ngày hôm qua, hôm qua em like rồi mà chưa ai lấy. Con này là 6,6 kg và một con là 8,9 kg. Đảm bảo với cả nhà này là ăn cá này là cực kỳ ngon, thịt cực kỳ dai, cực kỳ chắc. À, nếu khách nào mà gia đình khoảng tầm 6 người thì con này làm hai món. Mình làm tả bí lù với lại lẩu nha cả nhà, hoặc là nướng. Ha, à, cá mú nướng thịt cũng rất là ngon. Ăn thì ủng hộ giùm em nha, cá mú dôi ngọt có hai con nè. Ăn thì ủng hộ giùm em cả nhà ơi. À, giá là 150 ngàn một ký. Giá là 150 ngàn một ký nha cả nhà. 150 ngàn một ký con cá mú lớn. À, và mức gượt luôn nè, 150 ngàn nha. Rồi, sắp lại giùm em đi chị. Cái gì? Chưa? Chưa? Hôm nay mực em có mực trứng 230, mực mực trứng 230, mực ống lớn 230 nha. Thí Thanh ơi, em thấy tin nhắn của chị nè, 180 ngàn, chạch lấu ngọt nha chị, 180k, chạch lấu là 180k nè chị ơi. Ba con này là nặng lắm, một chạch lấu này lớn nè. À, cái bụng nó trương trương như vậy là em nghĩ là trứng nha. À, cá này là xào lăn, thịt rất là dai, rất là ngon, ăn thì ủng hộ giùm em nha. 1 kg 54, ba con này 1 kg 54 nha chị, giá là 180 ngàn một ký ha. Ăn thì hốt giùm em. Có đặt luôn không phải không chú? Có đặt chú hỏi từng ngày á. Chú đủ chị, tên gì chú? Tâm. Chú Tâm. Cá mú sao xanh? Phải không, tên phải tin chú Tâm không vậy? Chú hỏi ai, chú người đầu tiên hỏi á. Tại vì nãy có chốt cho một người rồi. Hồi nãy cá mú là chốt cho ai vậy? Đợi cái chú ok, lát chú qua lấy đó. Hả? Rồi không có chốt cho chú rồi. Tại con không đọc được bình luận mà. Mấy bạn đọc lên á. Có con mà con hả? Con chặn. Không, có con muốn sao sao nè. Ăn cái này đi chú. Ăn cái này được không chú? Cái này là mú chân trâu, nó còn ngon hơn nữa nè. Trời ơi, tại con không đọc được bình luận con bị chặn hết trơn rồi. Mai mốt mà thấy con không đọc tên á, gọi qua giùm con cái đi. Chú nói là chú ok. Con có một lần chỉ lại con hỏi chú à. Em sợ là chú không cho con cái chốt được. Em hỏi là chú dặn ơi, có phải không? Không. Rồi. Hỏi gì không? Phải không? Mà có một con hả? Có một con một rồi. Ăn cá muối chân châu đi chú. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nha. Ghẹ hôm nay thì ghẹ tứ bên em là 170 ngàn một ký. 170 ngàn một ký gà tứ nha. Gà tứ 170 ngàn một tứ nha, một ký nha cả nhà. Hôm nay gà tứ 170 ngàn. Hôm nay gà tứ là 170 ngàn một ký cho cả nhà. Một ký ghẹ tứ cả nhà ơi, ghẹ là rất là ít. Ai ghẹ nhất hôm nay là 380 ngàn một ký, ghẹ nhất là 380 ngàn.
ăn thì ủng hộ giùm em, vậy nhất là 4 con 5 con ha. 4 con 5 con là giá là 380.000. Rẻ hôm nay hết chương trình nên em trở về cái giá chính xác của nó nha cả nhà. Gà đỏ hôm nay bên em 290.000 một ký. 290.000 một ký gà đỏ. Đây, gà đỏ lớn 290.000. Ăn thì ủng hộ giùm em nha. Đây. Mũ ni ngọc hồ 180.000 một ký. Mũ ni nhất 350 nha. Hôm nay mũ ni nhì bên em bán 250.000 một ký luôn cả nhà ơi. 250.000 một ký mũ ni nhì nha. Mũ ni nhì 250.000 một ký. Ăn mũ ni nhì thì ủng hộ giùm em nha cả nhà. Mũ ni nhì 250.000 một ký mà thôi. Ăn cơm mũ ni thì ủng hộ giùm em 250.000 ha. Giá này quá bèo. 250.000 một ký mũ ni nhì. Mũ ni 250.000 một ký nha. Ăn thì ủng hộ giùm em. Đây là hàng sống bơi hồ luôn. Chỉ là cái size nó nhỏ thôi à, nó khoảng 10 đến 13 con một ký. Nhưng mà em nghĩ nó khoảng 11, 12 con thôi. Đây. 250.000 một ký. 250.000 một ký. Mũ ni 250.000 một ký nha cả nhà. À, cua đỏ nha, hiện tại cửa hàng mới vừa về cua đỏ luôn. À, cua đỏ là 250.000 luôn. Ăn cua đỏ ủng hộ em nha cả nhà. Cua đỏ 250.000 đó. Kết thúc chương trình khuyến mãi nhưng giá vẫn rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Ăn cua đỏ thì ủng hộ em 250.000 một ký nha. Cua đỏ 250.000 một ký. Cua đỏ 250.000 một ký cả nhà ơi. Đây. Cua đỏ 250.000 một ký. Ăn thì ủng hộ giùm em. Gẹ cồ hôm nay bên em giá là 400.000 nha cả nhà. Gẹ cồ size 2 con 3 con. Giá là 400.000. Đây ngọc hồ. À ngọc hồ bán giá là 120. Đây gẹ ngọc hồ. Na 400.000 một ký gẹ cồ size 2 con 3 con nha. 400.000 một ký. 400.000 một ký. Gẹ cồ size 2 con 3 con nha. Gẹ cồ size 2 con 3 con nha cả nhà. Rồi, gẹ nhì hôm nay giá là 280.000 một ký cả nhà ơi. 280.000 gẹ nhì nha. Đây, gẹ nhì 2 càng. Size là từ 6 đến 8 con nha cả nhà ơi. Gẹ biển câu khơi rất là chắc nè. Đó, rất là chắc. Bạch tuộc sống hôm nay giá là 230.000 một ký ha. Bạch tuộc sống 230.000 một ký. Đó. Em không thấy bình luận, thấy nhân viên em trả lời nên em trả lời theo thôi cả nhà ơi. À, cửa hàng của em hoạt động từ sớm đến tối, cả nhà có thể ủng hộ em mọi lúc mọi nơi ha. Đặc biệt cua biển hôm nay nè, gạch nhỏ bên em giá 440.000. Gạch nhỏ 440.000 một ký. Gạch nhỏ anh ủng hộ em nha. Một ký gạch nhỏ nha cả nhà. Hôm nay có 440.000 một ký. Ăn không? Cha lửa cho. Một ký nè. À, cá ngọt á, có một con à, cô chú đổ đường xa qua đây mua không có, thiệt là tiếc tại vì đọc không được bình luận. À, em like nha, không đọc được bình luận em tức lắm. 440.000 một ký gạch nha. Rồi cua y 5 475.000 cả nhà ơi, đây. 475.000 cua y 5. Hai con một ký, hai con trên một ký, cua bên em bao ăn một để một. Nếu cả nhà mua mà có vấn đề gì thì cứ đổi trả ha trong ngày và còn bill nha cả nhà. Khi mua cua và ghẹ cả nhà nhớ chừa bill. À, còn bill là em sẽ đổi trả 100% nếu như hàng bên em không có chất lượng nha. À, 475.000 cua hai con một ký, hai con trên một ký luôn. À, like và thả tim giùm em cả nhà ơi, chia sẻ bài viết giùm em cả nhà ơi.
Mũ ni ngọt giá 180.000 và hôm nay mũ ni nhì bên em giá là 250.000 nha một ký. Đây cua tứ nè cả nhà, vẫn giữ giá là 295.000, cua tứ 4 con một ký nha. Ăn cua biển này không? Cua đỏ hả? Con cua đỏ hả? Bự nhất chứ ngon nhất, con không chắc tại cái vỏ này con không biết. Cái này con nói thiệt. Ăn thử đi chú. Dạ đúng rồi. Bình thường nó 300 mấy rồi nó cô ơi. Con này bự nè, con này nè. Con hy vọng là nó sẽ ngon. Cái con cái hả? Con cái nó không bự đâu chú ơi, thường cái gì vậy? Con cái nó nhỏ hơn con bự. Kim cái ha. Cái bự ha. Con cái nó cỡ này. Rồi. Gặp lắm rồi, đúng rồi, mà luộc lâu chút cho gặp nó đặt lại nha chú. Mũ ni 250.000 một ký nha cả nhà. 250.000 một ký, 250.000 một ký mũ ni. Không ăn là tiếc nha. Cái này em nói rồi khách ơi, em không đọc được bình luận. Cả nhà cho em số điện thoại nè, đơn hàng, hoặc nếu như sau một tiếng không thấy bên em trả lời thì cả nhà gọi điện trực tiếp vào các số online giùm em, nhắn tin trực tiếp cũng được luôn, để bên em check tin và trả lời. Chứ thực tại là em không đọc được bình luận. Em like để cho cả nhà biết giá và các mặt hàng em có tại cửa hàng nha cả nhà. Chứ em không đọc được bình luận em bực lắm luôn rồi. 250.000 một ký mũ ni nha. Vừa ghẻ vừa bổ vừa ngon. Cái này em nói thẳng luôn là ghẻ luôn. Giá này không bao giờ có giá luôn, 250.000 một ký luôn. Giống như ghẹ mà mấy năm trước giá 200 mấy giờ cộ cả nhà. Đâu phải lúc nào cũng có, mùa này dịch thì dịch. Mà ghẹ nó không có, em nói thiệt cả nhà. Hồ em có vài trăm ký ghẹ là giống như là đi quần tảo dữ lắm luôn, mấy ghe luôn cả nhà. 3-4 ghe thu mua quần nát cái biển luôn. Ha cả nhà, tại vì hàng. Dạ. Cái gì chú? À, con này nó hiền nên thành ra mấy bạn là biết con bịch lại. Bình thường là bên con bịch lắm. 250.000 một ký mũ ni. Hàm vừa lượng dinh dưỡng thì cũng cực kỳ cao, thịt chắc ngọt ngon, đặc biệt giá có 250.000. Ăn thì ủng hộ giùm em nha cả nhà. Cái nào ghẻ là em đi la chậm chút xíu. Cá ngọt em còn một con cá chích giòn ngọt, một con tầm ngọt, một con cá chim ngọt, ba con chạch lấu ngọt, với lại là bốn con cá bò giáp ngọt, cực kỳ ngon ha. Em nói cực kỳ ngon luôn cả nhà. Nào em nói ngon là ngon nào mà em thấy nó bình thường em không dám cam kết đấy, như trong khả năng của em á là em nói thiệt à, là tại vì em không biết. Thì ví dụ như hàng ngọt mình kêu bao em không biết bao làm sao, tại vì em bán lỗ nữa giá gọi này, em nói thiệt ha. Nhưng mà cái nào em nói ngon là ngon. Hôm nay cá bò giáp ngon và em còn 4 con, giá là 180.000 một ký nha. Tôm mũ ni 250.000 một ký, không ăn là rất là tiếc đó, không ăn là tiếc nha cả nhà. Đó, không ăn là tiếc nha. Đấy, 250.000 một ký mũ ni. Cua đỏ 250.000 một ký nha cả nhà. Mũ ni ngọt 180.000 một ký. Đây là cua Y3. Cua Y3 bên em đây cả nhà. Đây, 3 con một ký nha. 3 con một ký, 3 con trên một ký luôn. Thịt gạch yếm vuông gì cũng có nè. Đây, yếm vuông. Ăn ha, bao ăn bao một đó một. Cua Y7 đây cả nhà. 700g đến 1 ký, ăn con này là phê luôn. Cái càng nó bằng cái tay em luôn này nha. 530.000 một ký, ăn thì ủng hộ giùm em. 530.000 một ký nha cả nhà, cua Y7. Đây, ăn thì ủng hộ giùm em nha. Ghẹ thì em vẫn có nhưng mà giá hôm nay nó cao hơn một qua một tí. Rồi, khách nào mà thích ăn hàng cồ, hàng bự nha. An Nguyễn Nguyễn lấy mũ ni ngọt nè. Minh Văn Nguyễn lấy mũ ni ngọt nè, coi chừng hết đồ của khách nè. Ha. Đây, mũ ni ngọt đây. Ủa, mũ ni cồ. Đây cả nhà thiệt. Hàng cồ nè, 3 đến 6 con một ký. Giá là 370, bình thường nó 550 phải không cả nhà? Đây 370 ngại gì không đến em mà mua ăn cả nhà ơi. Thịt xác da à, quên hồi nãy hẹn like tôm hùm, quên bạn ơi, bạn coi tôm hùm bạn còn coi không, xin lỗi chị, xin lỗi nha. Con này còn sống không ta? Con tôm mũ ni cực kỳ to, ngợp tiêu rồi à. Kiểm tra mũ ni ngợp giùm em đi, nãy giờ em bắt ra nhóc hết chưa à.
gạch đây. Rồi, một con cua gạch ngọt. Thôi cái này em sẽ review. Luộc giùm em đi. Cái gì? Ủa nãy thấy ngồi nhiều lắm hả? An Như Nguyễn ơi, hết hàng rồi, em chậm quá nên hết rồi. An Như Nguyễn ơi, à đây có con này để lựa đã. Cho số điện thoại đi An Như Nguyễn ơi, để chị lựa hàng rồi chị báo cho em nè. Tại hiện tại là hết hàng rồi An Như Nguyễn ơi. Nếu em nghe tên chị kêu tên em á thì em nhắn số điện thoại liền để bên chị chốt được bao nhiêu là bên chị gọi em liền nè ha. À đang lựa kiếm trong hàng sống nè. Gạch nha, cua gạch lớn 3 con 1 ký. Giá là 540 nha cả nhà. Hôm nay gạch xuống giá nè cả nhà ơi. Đi qua tôm hùm thôi. Tôm hùm đâu? Đây tôm hùm baby 99k đây nè. Hồi nãy bé nào hỏi hùm baby 99k hàng ngọt sẽ bán là 350. Đây hùm baby 99k. 99k hôm nay hùm rất là to. Đây hùm baby 99k hôm nay rất là to. Đây con này to luôn nè. Con này chắc có gần 300g. 99k nè cả nhà ơi, gần 300g. Ăn thì hốt giùm em nha. Tại vì hùm baby hôm nay nó to. Vi Vương ơi, nãy em nghe chị giải thích không? Tại vì hùm baby hôm nay về nó đẹp mã, nó to đó. Thành ra là nè, khách nào ăn thì ủng hộ em dù hùm baby. Có mấy con bự chà bá luôn nè. Đây hùm baby 99k cho một con. 99k một con, ăn thì hốt giùm em nha. Đây hùm baby 99k nè. Hùm baby 99k đây. Khách nào ăn thì ủng hộ giùm em nha. Hôm nay nó size to, rất là to. Size của nó hôm nay muốn bằng hùm 2 con 3 con luôn á. 99k cho một con. 99k nha, hùm baby 99k, ăn thì bắt nhanh giùm em nha cả nhà. Hùm 99k ăn thì hốt giùm em cả nhà ơi. Đây hùm 99k hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Hùm baby hôm nay cực kỳ đẹp luôn nè. Ai ăn hốt giùm em 99k một con thôi. Em nói thiệt cho cả nhà luôn, hôm nay nó to, con gần 200g. Có 200g luôn à. Ai đặt trước thì có con bự trước nè. Con này là 200 mấy chục gram luôn nè. Hàng đang sống ra hả hồ nè. 99k thôi. 99k nhanh tay giùm em nha cả nhà. Hùm 4-5 con nè. Đây là hùm của Vi Vương nè. Ủa còn kịp xem like hả? Khoa ơi, hôm nay muốn ăn hùm không? Hùm hôm nay đẹp lắm Khoa ơi, bự lắm. Mà có 99k thôi. Con này 200 mấy gram, gần 300g là hùm 4-5 luôn á. Nhưng mà người ta báo về tay trong hùm baby nên thành ra là bán baby nè. 99k một con. 99k một con, hôm nay hùm 99k cực kỳ đẹp nha. Số lượng của em còn khoảng 20 con, 2 hồ nè. Hùm baby hôm nay cực kỳ đẹp, 99k một con. Cất đi, cất đi, cất đi. Cất cái đó đi, đặng chút có năng ra điện cho người ta cho số điện thoại rồi. Lựa em 3 con, ok. Bắt cho ông Khoa 3 con hùm baby nè. Để chị bắt cho. Hôm nay hùm baby cực kỳ đẹp. Khách nào ăn thì nhanh tay giùm em. 99 con ăn đáng đồng tiền bắt gạo. Ha, em cân thử cho cả nhà xem nha. 99k. Cái An Nhiên hỏi mũ đi á. 920g luôn nè. Hồi nãy bởi vì bạn Vi Vương nè. Vi Vương thắc mắc là sao mà 3 con 800g mà tính hùm baby. Tại vì hôm nay về cái size này đẹp. 920g của Khoa, con 99k. Con Khoa thả đây nha. Chừa hàng nè, đó. Ôi, hôm nay sáng mai sống không nổi đâu. Chiều nay lấy đi. Chưa rồi, chiều nay về luộc ăn đi. Hùm baby hôm nay cực kỳ đẹp nha cả nhà. Giá là 99k con. Đó. Này là lái yêu cầu bán sao thì mình bán vậy á. 99k một con nha. Ai? Lái bạn hỏi. Rồi, chị sẽ bắt bù cho em 2 con tôm hùm bự.
Khoa ơi, tôm hùm này ăn chiều nay đi, mai ăn không được đâu. À, hùm lớn, hùm baby hôm nay đẹp lắm. Bữa trước là hùm nhỏ gọng được, hôm nay hùm này gọng không được. Rồi, An Nhi Nguyễn nè, hai con tôm hùm baby của An Nhi Nguyễn nè. Hùm baby size từ 130g đến 180g. Hôm nay về size lớn là hai con này 520g luôn nè. Đó. Hả? À. Đâu? À, 99k. Ok, chiều nay lấy đi. 99k, tôm hùm 99k hôm nay ăn là đáng đồng tiền bát gạo nha. Ở trên nó dưới luôn chị Hạnh. Bữa nay nó to lắm, nó chắc, nó ngon. Anh ăn đi, không ngon em đền cho. Còn vài con ai ăn hút nhanh giùm em. Hồ ở trên thả xuống dưới hết luôn chị Hạnh ơi. Rồi, tôm tích đây cả nhà ơi. Coi tôm tích của em đây. Tôm tích cồ, tôm tích bơi hồ. Rồi cả nhà coi con tôm tích nó to như vậy nè. Thôi, nắm súp không ngon. Tôm hùm mà nấu súp cái gì bà. Ngọt ơi. Chết rồi. Ủa sao mà để tôm tích dày vậy quên. Tôm tích để dày quá nè. Sao không thả ra? Cái tôm tích này sao để dày quá trời vậy nè. Ôi, quá ngon. 900 ngàn. Lấy mũ ni lớn, ngọt lớn. Có một con ngọt bà An Nhiên ơi. Lấy cho nó An Nhiên luôn đi, con mũ ni ngọt á. Tôm tích 900 ngàn. Hả? Hả? Bao ngư. Bảo Ngư sống còn không vậy? Bảo Ngư mới hết rồi, ăn cái khác giùm chị được không con? Rồi lấy con mũ ni ngọt lớn đó cho An Nhiên đi. Cả nhà ơi, con tôm tích nó ngon quá trời ngon rồi. Có 990 ngàn một ký thôi. Ủa lộn, 900 ngàn chẳng chứ. 900 ngàn chẳng nè. Hùm baby em còn nè. Chị Hạnh ơi, thả hùm baby đó xuống đây nha. Thả hết trơn xuống luôn. Hùm baby nha, hôm nay cực kỳ đẹp. Ai mà lợi sao là gán chịu. Dạ dạ đúng rồi, em đang bắt đây. Nè, tôm tích 900 ngàn một ký cả nhà ơi. Ăn con này tê tái một con luôn nha. Ăn ủng hộ giùm em nha. Tôm tích 900 ngàn một ký bắt giùm em đi. Lấy cái gỗ bắt phân nửa bỏ qua đây cho nó rộng. Nè, đây tôm hùm lớn em đủ size luôn, đủ kích cỡ luôn nè. À Hạnh ơi, có hai bà chị mới nè, mai mốt kêu lấy vớt mấy này nè. Rồi mũ đi lựa, nãy em lựa kìa, ngọt nhóc cho đó. À, đây tôm hùm, đây hàng em mới về. Hàng này là hùm lớn nha cả nhà. Hùm này là hùm 4 con, 5 con cho 1 ký. Giá hiện tại là 810 ngàn. Tại vì có nhiều size hùm lắm. Hùm lớn là 810 ngàn nè. Rồi hùm 1.080.000 nè. Rồi hùm 990 này ha. Tùy lớn nhỏ ha, tùy kích cỡ nha cả nhà. Riêng hùm baby thì 95.000 một con, 99.000 một con. Rồi rồi, đây tôm hùm này giá 1.080.000. Đó, đây tôm hùm tre em còn nè, em vẫn còn hùm tre nha. Đây là tôm hùm tre nha cả nhà. Tôm hùm tre size từ 500g trở lên nha cả nhà. 500g lên 1 ký luôn. Giá là 1 triệu. Đây là hùm thiên nhiên 100%. Hôm qua em có like, em có giới thiệu với nhà rồi. Ăn hùm tre thì ủng hộ giùm em nha. Đó, thịt ngọt rất là ngon. Đặc biệt đây là hàng thiên nhiên nha. Ai thích ăn hàng thiên nhiên thì đây tôm hùm tre hàng thiên nhiên 100%. Thả bơi hồ trong hồ của em nha. Đấy, hùm 4 con 5 con 1 ký, tức từ 200g đến 300g trên một con. À, giá là 810.000. Tôm tích nhì em còn được 4 con nè cả nhà, giá là 500.000. Còn đây là tôm tích nhất nha. Rồi hùm nè, đấy xuống sóng nha cả nhà, xuống sóng. Xuống này 20-25 con, giá hiện tại bán có 360 ngàn một ký thôi. À, ăn tôm sú bơi hồ thì ủng hộ giùm em luôn. 360 ngàn một ký sú bơi hồ nè. Đây là sú bơi hồ nha. Rồi, cả nhà ăn gì nào? Hải sản Lộc Cần Thơ luôn kính chào quý khách nha. Ăn gì thì ủng hộ giùm em nha. Ghẹ vẫn có, mũ đi vẫn có nè. Rồi, Alaska Chiêu hôm nay trở về giá của nó là 720 ngàn. Mặc dù nó có lên giá nhưng em vẫn cố giữ giá ha. 720 ngàn vẫn là một cái giá đáng để cả nhà ăn nha. Tăng 30 ngàn. À,
720 ngàn một ký Alaska chiêu, ăn thì ủng hộ dùm em nha cả nhà. Mùa này Alaska cực kỳ ngon, chắc thịt ngọt đó, rất là ngon. Ăn thì ủng hộ dùm em đi cả nhà. Alaska chiêu à. Rồi hàng lớn giá là 1 triệu nè. Em vẫn có hàng luôn, hàng mới vừa về. Ăn thì ủng hộ dùm em nha cả nhà. Hôm nay em hết bào ngư luôn, hết bào ngư luôn cả nhà ơi. Rồi qua tới đồ biển nha. Ủa sao nghĩ gì dán giá rồi? Không dán giá tới đường đập. Ôi trời ơi, lụa xanh hôm nay là 35 ngàn một ký nha cả nhà. Lụa xanh nếu cả nhà ăn ngon rồi nên ủng hộ em nha. À, xào mỡ, xào tỏi, xào bơ, xào me ha, hấp luộc xào gì cũng được luôn. Lụa xanh 35 ngàn một ký nha. Lụa đỏ cũng 35 ngàn một ký. Đây là sò dương nha, sò dưa sống thì giá là 210 ngàn size lớn nha. 210 ngàn size lớn, size nhỏ là 170 ngàn. Hiện tại ở Cần Thơ em hết hàng ha. 210 ngàn một ký. Ngao hai còi 130 ngàn một ký nè cả nhà. 75 ngàn một ký cả nhà, ăn thì ủng hộ giùm em. 75 ngàn một ký ngao hai còi. À, sò lông 85 ngàn một ký sò lông lớn, làm bán giá dán lại coi. 85 ngàn một ký sò lông cồ nè. À, ốc giác đen nè 130 ngàn một ký. Ngao chọt nhỏ nè 35 ngàn một ký, ngao chọt lớn là 50 ngàn. Ốc móng chân nha, ốc móng chân hàng cồ là 290 ngàn, hàng lỏ là 230 ngàn tùy loại nha. Dẹm xanh là 60 ngàn nha cả nhà, 65 ngàn cả nhà ơi. Sò mai, đây con sò mai. Sò mai nhỏ em đang cầm như vậy là 22k một con. Sò mai lớn thì 30k một con. Ốc giác vàng nha, đây là ốc giác vàng 200 ngàn một ký nha cả nhà ơi. Ốc giác vàng là 200 ngàn một ký. Ngao sờn còn loại là sò dâu hoặc là lụa nhám nha, 65 ngàn một ký nha. Ngao sữa nha cả nhà ơi, còn gọi là ngao biển, lộn, ngao biển nha, ngao biển đây 130 ngàn một ký. Ngao sữa nè cả nhà. À, 80 ngàn một ký. Ốc hương 100 con đến 110 con, giá là 450 nha. Ngao hai còi này giá là 100 ngàn một ký nha. Ốc mắt ngọc nè, ốc đỏ nè cả nhà ơi. Ăn gì ủng hộ giùm em. Ăn ốc đỏ ủng hộ giùm em, ăn mắt ngọc ủng hộ giùm em nha. Qua qua qua. Nghêu nha. Nghêu thì tại Cần Thơ hết nghêu 19 rồi, nhưng mà các chi nhánh vẫn... Đây 25 ngàn một ký nghêu tại Cần Thơ nha. Chi nhánh vẫn còn nghêu 19 ngàn cả nhà ơi. Sò 210 160. Sò đang xuống giá rất là rẻ, rất là ngon, ăn ủng hộ giùm em. 70 ngàn một ký nghêu cồ. Nghêu lớn là 45 ngàn ha. Sò quyết lớn nè 250 nha. Mình cua 35 ngàn cả nhà. Ăn mình cua rất là ngon ha. Nấu canh cũng được, thì cũng được ha. Luộc chấm muối tiêu cực kỳ ngon. Gì cũng ngon hết. Ốc móng tay 3kg 100 ngàn, ăn để ủng hộ giùm em nha. Móng tay 3kg 100 ngàn nha cả nhà ơi. Móng tay 3kg 100 ngàn, 1kg 40 ngàn. Ăn để ủng hộ giùm em. Móng tay bên em là hàng lớn và không cát nha cả nhà. Ốc tay móng tay lớn và không có cát nha. Đây rất là sạch cát, 3kg 100 nha cả nhà. Ốc móng tay bên em rất là sạch cát, thịt chắc và ngọt nha. Hàng sống bơi hồ 3kg 100, 1kg 40. Ốc móng tay 3kg 100, 1kg 40 nha cả nhà. Ăn ốc móng tay thì ủng hộ giùm em. Đặc biệt ốc móng tay mình có thể sơ chế và bỏ tủ đông ha. Ăn dần trong 1-2 ngày nha cả nhà. Ăn dần trong 1-2 ngày. Ủng hộ giùm em nha cả nhà ơi. Đây ốc móng tay nha cả nhà. Cái con mũ ni này đấy cho bạn gì mà có hai con tôm hùm luôn á. Bạn An Nhiên. Thay cái nước này giùm em đi. Thay cái nước này giùm em.
bằng Yến giùm chị cho số điện thoại đi em. Tâm ơi, lấy số điện thoại giùm chị chút cho Hùng Baby đi. Hùng Baby hôm nay ngon lắm. Nếu Di Phương còn xem like á, chị nói lần nữa, lô tôm hùm baby về sau này nó to hơn với bình, so với bình thường, đẹp hơn với bình thường, nên thành ra khi hàng ngọt chị bán nó rẻ hơn bình thường nha em. À, ốc móng tay 3kg 100 nè, ăn ủng hộ giùm mình cả nhà ơi. Rồi một lần nữa xin like cả nhà, vì em không đọc được bình luận nên cả nhà khi đặt hàng nhớ cho em thêm kèm số điện thoại ha, để bên em kiểm tra cả nhà. Mật trứng 230.000 một ký nha cả nhà ơi, 230.000 một ký mật trứng, cực kỳ tươi, cực kỳ ngon. Rồi ống lá lớn giá là 230.000 nha, ống lá lớn nè, ống lá lớn cả nhà ơi. À, ống lá lớn là 230.000, ăn thì ủng hộ giùm em, ống lá lớn nha, 230.000. Em có thấy ai đâu Khoa ơi, em đang bình luận ai vậy chị? Không thấy ai hết trơn, không thấy ai hết trơn á. Gọi điện lại đặt hàng giùm em hoặc cho em số điện thoại đi, em tắt like để em kiểm tra tin nhắn liền ha. 230.000 ống lá lớn nè, ống lá chung ấy lỡ đây nè, hàng này 10-20 con. Hùm Baby 99k con, hôm nay cực kỳ to luôn, size là 150 đổ lên 200g luôn. Ăn thì nhanh tay chốt giùm em nha cả nhà, để lựa hết con bự là còn con nhỏ nha. 200.000 một ký ống lá lỡ nè. An Nhiên hàng sống bỏ hồ rồi. Rồi nãy giờ quên, chưa có mực mang nè. Mực mang hôm nay 170.000 một ký nha cả nhà. 170.000 một ký mực mang nè, hôm nay hàng này là 2 con 3 con, cực kỳ đẹp, 170.000. Ai thích ăn mực mang thì ủng hộ giùm em 170.000 một ký nha. Vì em không đọc được bình luận nên em sẽ tắt like sớm. Cả nhà ăn hàng gì nhắn tin bình luận hoặc gọi số điện thoại hotline cho từng cửa hàng giùm em nếu ở chi nhánh nha. Cú đỏ 180.000 một ký hàng ngọt nha cả nhà ơi. Đợi không hỏi giùm em. Rồi bây giờ em chào cả nhà nha. Nhớ nha cả nhà, móng tay là 3kg 100 nha, vẫn là 3kg 100 nha. Móng tay bự không cát, sạch rất là ngon nha. Rồi chào cả nhà.